Sở Kai Artichi được thành lập năm 2010, chuyên cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sản xuất đúc nghệ thuật hoàn chỉnh. Xuất phát từ việc đề cao thẩm mỹ cuộc sống, làm đẹp và cải thiện môi trường sống bằng góc nhìn nhân văn của nghệ sĩ và sự sáng tạo mới lạ của nhà thiết kế, để nghệ thuật có thể đi vào cuộc sống của chúng ta. Với xưởng sản xuất 15.000 m2 cùng đội ngũ 150 kỹ thuật viên xuất sắc, tập trung thiết kế, phác thảo mô hình kỹ thuật số 3D, sau đó thông qua các mô hình bằng đất sét và kim loại, tạo nên các tác phẩm hoàn chỉnh. Nhằm mục đích tạo nên cuộc sống đầy chất thơ và đẹp như tranh vẽ cho hàng ngàn gia đình và doanh nghiệp, với đội ngũ sản xuất giàu kinh nghiệm, máy móc sản xuất hiện đại, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm để đạt được sự hài lòng từ khách hàng. Đây cũng là mục tiêu không ngừng theo đuổi của Sở Kai Artichi.